Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 204 của bộ truyện tiên nghịch. Tập này được mang tên là Một khắc tối cường. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì lúc này Vương Lâm đang cảm ngộ cái thủy cảnh mà hắn, hắn cũng không biết cái này là thủy cảnh nữa. Hắn chỉ cảm thấy cái này rất cần thiết để tăng tu vi của hắn thôi. À, thì không ngờ hắn đang trên cái đà cảm ngộ thủy cảnh. Thì hắn ngồi một chỗ mà nhìn mặt trời, một mặt trời lặng mấy tháng trời. Thì đến một khắc này, như là hơn 2-3 tháng gì đó, thì hắn đã nhìn ra được mục tiêu quan trọng, chuẩn bị cảm ngộ thì lúc này không ngờ cái tên phụ phong tử đó, chính là cái lâu già mập mạp phía ngoài à, lúc này định ra tay với vương lâm vì gã muốn thoát khỏi vương lâm à, sau đó thì gã ngưng tụ một cái nguyên lực thành một cái cục hình cầu đánh tới cái mặt trời của vương lâm mà lúc này mặc dù xong tới thôi nhưng mà lúc này thì hiện tại gã không còn cầu có thể đánh được vương lâm nữa mà chỉ cần có thể giữ được tính mạng thôi vì hắn xong vào không được thì quả cầu lúc nãy nguyên lực kia tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tới gần mặt trời nhưng mà ngay trong khoảnh khắc tới gần từ mặt trời bộc phát ra lực lượng vô biên ầm ầm lao ra va và chạm vào quả cầu nguyên lực chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm rung trời trong nháy mắt vàng khắp đất trời thậm chí ngay cả tinh không bên ngoài thủy linh tinh đều vang vọng tiếng nổ điên cuồng mặt đất trên thủy linh tinh phát ra tiếng kêu răng rắc rồi vỡ ra từng tảng lớn quả cầu nguyên lực sụp đổ Phù phong tử cười thảm một tiếng Lại phun ra một ngụm máu tươi Thân thể của lão giờ phút này Lại truyền đến tiếng động xé rách Lại có vô số miệng vết thương trong phút chốc tràn ngập Nháy mắt liền ướt đẫm toàn bộ áo quần Những cơn đau nhất không cách nào hình dung Kéo tới Nếu mà phù phong tử không phải là người tu đạo nhiều năm Có sự kiên nghị kinh người Thì lập tức sẽ phát ra tiếng kêu rên rồi Lão giờ phút này Cảm giác được càng ngày càng rõ ràng Cái cảm giác như là mình hóa thành đêm tối vào khoảnh khắc mặt trời buổi sáng dâng lên bị mặt trời xé nát thành mảnh nhỏ thậm chí tới cuối lão lại không phân biệt rõ được cảnh tượng rốt cuộc lão giác hay là chân thật nữa không chỉ có trên thân thể phụ phong tử xuất hiện nhiều vết thương ngay cả nguyên thượng trong cơ thể của gã lúc này cũng vết thương vô số một cổ cảm giác xé rách thật lớn tràn ngập toàn thân dường như là có vô số người túm vào thân thể của lão muốn xé toàn thân của lão ra từng mảnh Nguyên thần đồng dạng cũng có cái loại cảm giác này. Trong lúc hoảng hút, lão nhìn thấy mặt trời kia cuối cùng dâng lên từ mặt biển. Trong mặt trời mơ hồ có một bóng người. Bóng người ấy dường như theo mặt trời dâng lên mà càng thêm rõ ràng. Vương Lâm! Người trong mặt trời đúng là Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm chính là mặt trời kia, từng đảo kim quang tràn ra từ trong cơ thể của hắn. Bởi vì kim quang này quá dày đặc, chói mắt khiến cho người ngoài căn bản là không thể nhìn rõ ràng bóng người chân chính ở bên trong. Mặt biển bên dưới mặt trời giờ phút này với ánh sáng lung linh phản chiếu từ mặt nước mơ hồ lộ ra đỉnh núi cao vô cùng. Tất cả mọi thứ này đều hiện rõ trong mắt của phụ phong tử, khiến cho ánh mắt của lão lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Kia nào phải mặt trời gì rõ ràng là vương lâm. Mặt biển mà mặt trời đang dâng lên kia cũng không có. Đó chính là đỉnh núi cao kia nhưng cảm giác toàn thân xé rách mà phù phong tử cảm nhận được cũng nhắc nhở lão sức mạnh thiên địa xé nát màn đêm là chân thực phù phong tử dãy giụa hét lớn một tiếng cố nén đau vỗ túi trữ vật chỉ là trong khoảnh khắc túi trữ vật mở ra cánh tay phải lão âm một tiếng tàn nát hóa thành máu thịt tiêu tán từ trong túi trữ vật của phù phong tử lập tức liền có rất nhiều pháp bảo bay ra ý đồ ngăn cản cổ lực lượng kỳ dị xé vỡ thân thể này nhưng mà những pháp bảo này vừa xuất hiện thì toàn bộ vỡ tung ra những tiếng bang bang, dường như cực kỳ yếu ớt không chịu nổi một đòn. Trong mắt của phụ phong tử một mảnh đỏ ngầu, trong nguy cơ cửu tử nhất sinh này, thân hình của lão vốn đã khôi phục như núi thịt, lập tức lại điên cuộn co rút, không ngờ trong nháy mắt biến thành bộ dạng da bột xương. Theo thân thể co rút, một cái tấm bia đá màu đen đứng sừng sững trong trời đất bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của lão. Trên tấm bia đá này có rất nhiều phù văn ấn ký, mà bên trên còn có một con trăng lớn đang nằm. Trên đầu con trăng này có sừng, hiển nhiên đã sắp thành chân lông rồi. Phù phong tử gầm nhẹ một tiếng, con trăng lớn kia mở cái miệng to, mang theo gió tanh đánh thẳng đến vương lâm. Cùng lúc đó, tấm bị đá màu đen cũng nghiêng đi như đổ xuống, trực tiếp đè thẳng xuống vương lâm. Tấm bị đá kia quá lớn, nó đổ xuống, lập tức liền che phủ bầu trời, giống như là trời sập vậy. Vương lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh núi cao, từ đầu tới cuối thân thể hắn đều không di chuyển một chút nào cả hắn chỉ ngồi im lặng thản nhiên liếc nhìn phù phong tử một cái tay phải hắn nâng về phía trước miệng khẽ nói tàn giả trong khoảnh khắc hai từ tàn giả từ trong miệng vương lâm truyền ra trời đất bỗng nổ âm một tiếng thân thể vương lâm hóa thành mặt trời ngọn núi bên dưới chân hắn hóa thành biển rộng mặt trời hoàn toàn dâng lên từ mặt biển một cổ lực lượng xé vỡ đêm tối điên cuồng nổ tràn ra nó hóa thành vô tận mặt trời vạn trượng điên cuồng quét ngang ra xung quanh mặt trời dâng lên từ biển xóa tan màn đêm đêm tối bị xua tan bị mạnh mẽ xé vỡ hóa thành một mảnh tàn tạ thân hình con mãng xà lớn đau đớn dễ dụa bị xé thành mảnh nhỏ tấm bia đã toàn bộ tan vỡ hóa thành vô số đá vụn sụp đổ trong những tiếng kêu ầm ầm phù phong tử phun ra một ngụm máu lớn thân thể bỗng nhiên xuất hiện càng nhiều vết thương Gần như mọi nơi trên thân thể của lão không có một chỗ nào đầy đủ. Nhưng mà thân thể lão không có tiếp tục sụp đổ nữa, mà bị một luồng lực mạnh mẽ chấn động, trực tiếp bị cuốn ngược trở về, rơi xuống mặt đất, làm bay lên một đám bụi đất thật là lớn. Đêm tối không còn, tất cả đều biến mất, trời đất lại khôi phục lại như cũ, phản phức tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trường đạo tam tử ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, da đầu rung lên, đáy lòng tràn ngập hoảng sợ. Cho dù là sư tôn Sợ là cũng không thể thi triển ra cái loại thần thông này Đây Đây là thần thông Hắn dùng hơn 2 tháng để cảm ngộ ra Thật là đáng sợ mà Nếu thần thông này thi triển trên người ta Kết cục của ta chỉ có hình thần câu diệt Phụ phong tử kia thân là tu sĩ tịnh nếp Mà dưới thần thông này cũng phải bãi lui Nếu không phải là dương tiền bối này Không có ý giết cho đó Chỉ sợ phụ phong tử này tuyệt đối không qua khỏi kiếp nạn này rồi Ba người nhìn nhau đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Đầu to hít một hơi sâu, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, vẻ mặt không chút biến hóa ở trên ngọn núi, trong lòng gã một mảnh phức tạp. Sự chênh lệch của ta và hắn càng ngày càng xa, chuyến đi tới liên minh này đối với hắn mà nói chính là một hồi tu di chất biến mà. Ánh mắt lôi cát lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lẩm bẩm, nói Chủ nhân càng mạnh thì lôi cát ta càng nắm chắc thu hồi lễ cửa ma tinh rồi, duy chỉ có tháp sơn vẻ mặt như cũ thủy chung một mảnh lạnh lùng bốn phía đều im lặng dưới bầu không khí áp lực này không ai dám lên tiếng cả vương lâm yên lặng nhìn bầu trời ở trên không ánh mắt lộ ra những tia sáng người hắn đứng lên tùy ý đi về phía trước trực tiếp đi tới trước mặt phụ phong tử tay phải hắn hư không nắm lấy tóc của phụ phong tử đi thẳng về phía trước trước khi đi hắn hơi gật đầu về phía trần đạo tam tử sau đó nhoáng một cái biến mất hơn hai tháng chờ đợi Dù cuộc đời đến khoảnh khắc đó Trong khoảnh khắc ấy Tại giống như tiến vào một loại cảnh giới Cực kỳ tương tự Như lúc trước ở trong không gian kỳ dị Của cú yêu bối la nơi đất yêu linh vậy Nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi So sánh với khoảnh khắc này Không gian kỳ dị của cú yêu bối la Thực sự nhỏ bé không đáng kể Vương Lâm trong khi trầm ngâm Thân hình xuất hiện ở bên ngoài cung điện Sau đó bước vào trong Cảnh giới vừa rồi rốt cuộc là cái gì chứ Ở dưới cái loại cảnh giới này Tuy chỉ là trong nháy mắt Dường khiến ta hiểu rõ lực lượng mặt trời mọc sẽ tan màn đi thần thông này coi như là một thần thông đầu tiên trong cuộc đời dương lâm ta tự nghĩ ra vương lâm thuận tay ném phù phong tử ở một bên khoanh chân ngồi trên tấm bộ đoàn ngọc tía im lặng suy nghĩ trong đầu hắn không ngừng quay lại cảnh tượng lúc trước dần dần chặt chẽ ghi tạc vào trong lòng cảm giác lực lượng tàn giả này trong cung điện phù phong tử dễ dụa ngồi dậy vẻ mặt phức tạp nhìn vương lâm Lão giờ phút này gầy trơ xương, cả người giống như là một bộ xương khô. Một lúc lâu sau, lão khàn khàn hỏi: "Ngươi, Người vừa đầu thi triển là thần thông tự nghĩ ra hả?" Trong lòng phụ phong tử cũng không xác thực, thần thông vừa rồi khiến cho lão hùng bay phách lạc, có phải là do Vương Lâm tự nghĩ ra hay không? Lão chỉ mơ hồ có cái loại cảm giác, thần thông đó mạnh mẽ cả đời này lão chưa từng thấy. Sở dĩ có ý niệm đối phương tự nghĩ ra thần thông ở trong đầu, là bởi vì vô số năm tu luyện của lão lấy tu vi tỉnh niết sơ kỳ lúc này lão cảm nhận được trong thần thông vừa rồi lộ ra một cảm giác không lưu loát loại không lưu loát này cũng không phải là người thi triển không quen thuộc tạo ra mà truyền tới từ thần thông giống như một khối ngọc đẹp vừa mới được mài ra từ trong ngọc thạch tuy có ánh hào quang phát ra nhưng chạm vào vẫn hơi có chút thu ráp còn thiếu mượt mà như vậy sau khi phù phong tử do dự một hồi mới cất tiếng khàn khàn nói như vậy Vương Lâm bình tĩnh, liếc mắt nhìn phù phong tử một cái, hơi gật đầu. Cái gật đầu này của hắn khiến cho trong tâm linh phù phong tử như có một cơn lốc quét ngang qua. Trong đầu của lão ông một tiếng, ngơ ngác nhìn Vương Lâm hồi lâu, không nói nên lời. Tự nghĩ ra thần thông, đây không phải là người tầm thường có thể làm được. Tối thiểu với kinh nghiệm của phù phong tử, thì lão chỉ nghe qua một số ít lão quái tu vi đạt tới toái niết mới có thể có tư cách nghĩ ra thần thông. Sáng tạo ra thần thông chỉ thuộc về bản thân mình. Trên cơ bản, Phạm là thần thông tự nghĩ ra, uy lực của nó đều khổng lồ tới mức khó có thể tưởng tượng được. Tự nghĩ ra Vẻ mặt phù phong tử đầy chua xót Lão không thể nghĩ tới vương lâm trước mặt này Không ngờ thực sự sáng chế ra thần thông của bản thân Mà uy lực thì Vừa nghĩ tới cảm giác vừa rồi Cái loại thân thể bị xé rách Phù phong tử sắc mặt liền tái nhợt hẳn đi Cho đến lúc này Miệng vết thương trên thân thể của lão Vẫn còn truyền đến từng trận cơn đau đớn nhất là cánh tay phải của lão giờ phút này đã tan nát phụ phong tử hiểu được nếu không phải đối phương không muốn giết mình thì vừa rồi dưới thần thông tự nghĩ ra kia bản thân lão chắc chắn đã tan thành cám rồi khi trong đầu phụ phong tử suy chuyển trăm ý nghĩ vương lâm cũng đang trầm ngâm lực tàn giả này mang đến cho hắn chấn động không nhỏ hơn so với phụ phong tử chút nào thậm chí càng nhiều hơn nữa tôi chỉ thực tế của ta chỉ là đỉnh khuy niết trung kỳ Khoảng cách khuyên điếc hậu kỳ còn một bước nữa Khoảng cách so với khuyên điếc dương bản lại càng xa xôi So với tỉnh điếc lại kém rất nhiều Chỉ có điều gì sao còn kém như vậy Mà khi thi triển lực tàn giả này không ngờ Có thể dễ dàng làm thương nặng phụ phong tử như vậy chứ Vương Lâm im lặng Không ngừng suy nghĩ vấn đề này Trong khi trầm ngâm Vương Lâm nâng tay phải lên Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị Cảm giác lực tàn giả đã ghi tạc trong lòng lại tràn ngập Lập tức một đạo kim mang Trong nháy mắt tràn ngập trên tay phải của hắn liếc mắt thì thấy kim mang kia chói mắt giống như mặt trời trong lòng phù phong tử hoảng hốt theo bản năng nén chịu đựng đau nhất đứng dậy lùi ra phía sau vài bước lão cũng không nhìn thấy vương lâm nhưng hơi chút nhíu mày tay phải vương lâm nhoáng một cái kim mang tiêu tan phù phong tử thầm than vẻ mặt lộ ra vẻ cung kính nói ôn thầm mạng của vương đạo hữu phù phong tử ghi nhớ việc này là tại ta lỗ mãn trước cũng may còn một chút may mắn Cánh tay phải bị hủy diệt cũng khiến cho ta thấy hết thể Nhưng đạo hữu yên tâm đi Phù phong tử ta lấy đậu tâm thời Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu Lúc trước lão thua trong tay Vương Lâm Tuy là thỏa hiệp nhưng trong lòng vẫn còn ý phản Nguyên bản lão tính toán làm khó dễ khi vào đất yêu linh Nhưng mà hiện tại lão chứng kiến lực tàn dạ Sau khi biết được Vương Lâm tự nghĩ ra thường thông Thì lời nói này cũng là phát ra từ trong đáy lòng trong lòng lão không có ý nghĩ khác, chỉ muốn sau khi ra khỏi đất yêu linh có thể lấy lại được tự do. Về phần thần thông này có phải thực sự như Vương Lâm nói là tự nghĩ ra hay không? Phù phong tử không có theo đuổi tới cùng. Với kinh nghiệm và tu vi của lão, vẫn còn có thể thấy được một ít manh mối. Lão cho rằng lời Vương Lâm có tám phần là thật. Tuy nhiên cho dù là thật hay là giả cũng không quan trọng. Quan trọng là uy lực thần thông này hoàn toàn khiến cho lão kinh sợ. Sau khi không còn ý nghĩ khác trong đầu, trong lòng phù phong tử cũng nhẹ nhàng thở ra, dứt khoát không suy nghĩ gì khác nữa. Huống hồ hai lần tha chết cũng khiến cho phù phong tử hiểu được chuyện bức quá tâm. Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn phù phong tử một cái, hai bên đều là người thông minh, có một số việc không cần cảnh cáo cũng nói nhiều. Hắn gật gật đầu, coi như việc này đã qua, Dân đạo hữu nào ông giới hiểu biết của ta đối với những lão quái ở thiên dẫn tinh Thời điểm trùng đất yêu linh lại mở ra hẳn là không lâu nữa đâu Nhanh thì mấy tháng, lâu thì khoảng nửa năm chắc chắn mở ra rồi Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa Lần này ta mang thương tích, cần bế quan khôi phục tới đỉnh, không quấy rầy nữa Sau khi có ý thực tình hỗ trợ Vương Lâm Phù Phong Tử cũng dần dần suy nghĩ đến chuyện vùng đất yêu linh Từ biệt Vương Lâm, Phù Phong Tử rời đi Sau khi trở lại cung điện lập tức bắt đầu ngồi xuống thủ nạp sau khi phụ phong tử rời đi, lông mày vương lâm nhăn lại. Hắn nhìn tay phải của mình, sau khi trầm mặt một lúc, lập tức lại một lần thi triển lực tàn giả. Lập tức trên tay phải của hắn lại có kim quang bao phủ. Trong khoảnh khắc kim quang xuất hiện, nguyên lực trong cơ thể vương lâm giống như là ngựa hoang đức cương, gần như không bị khống chế, ngưng tụ về phía tay phải. Ánh mắt vương lâm chợt lóe tay phải nhoáng một cái, kim quang lập tức tiêu tan. Nguyên lực trong cơ thể của hắn lúc này mới chậm rãi thu hồi, nhưng chỉ trong chốc lát như vậy cũng tiêu hao của hắn hơn một phần. Cũng giống như vừa rồi vậy, chỉ cần vừa thi triển thuộc này, nguyên lực trong cơ thể của ta lập tức bay nhanh đi. Với nguyên lực trong cơ thể của ta, muốn chân chính thi triển ra lực tàn giả này căn bản là không đủ. Nhưng vì sau khi ta ở trên đỉnh núi kia, ta lại có thể không cần tiêu hao một chút nguyên lực nào mà thi triển ra, thì cái lực tàn giả này lại cực kỳ kinh người như vậy chứ. Vương Lâm Châu Mày Hay là... Vương Lâm mạnh ngẩng đầu, mắt lóe lên ánh sáng giống như hiểu ra điều gì. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, đêm tối lại đến. Vương Lâm thủy chung khoanh chân ngồi trong cung điện, hắn trầm ngâm không ngừng, mãi cho đến khi đêm tối trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau vừa bắt đầu, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đứng lên bước về phía trước một bước. Thân hình của hắn lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại đi tới đỉnh núi hơn hai tháng cảm ngộ. Gió biển thổi đến, mang theo từng cơn lạnh của đêm, thổi lên người Vương Lâm nhưng mà không khiến Vương Lâm có bất kỳ chú ý nào. Mắt hắn lộ tinh quang, nhìn chăm chăm vầng mặt trời đang chậm rãi dâng lên từ mặt biển phía xa xa. Vương Lâm hít một hơi sâu, nâng tay phải lên, lực tàn giả cảm ngộ ra là một lần nữa tràn ngập toàn thân, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ về phía tay phải. Trong nháy mắt này, tay phải Vương Lâm lập tức lóe lên từng trận kim quang, nguyên lực trong cơ thể của hắn không tiêu hao chút nào, mà trong khi tay phải nâng lên, tâm niệm khẽ động, Vương Lâm ngay lập tức phát hiện, không ngờ từ trong mặt trời buổi sáng dần dần dâng lên kia, lập tức có sức mạnh vô tận của trời đất ngưng tụ mà đến, dung nhập vào trên tay phải của hắn, khiến cho kim mang trên tay phải lập tức tỏa ra vạn trượng. Theo càng nhiều sức mạnh từ trong vườn mặt trời xuất hiện, toàn bộ dung nhập vào tay phải Vương Lâm, dần dần kim quang trên tay phải Vương Lâm càng ngày càng đậm, cuối cùng kim quang từ cánh tay phải lan tràn khắp toàn thân Vương Lâm. Vương Lâm lúc này toàn thân phát ra kim quang vô tận, kim quang tràn ngập lập tức thân thể của hắn giống như một mặt trời một lúc sau thân thể hắn không ngờ thay thế mặt trời luôn trở thành mặt trời dâng lên khỏi mặt biển trong đất trời này hai mắt phương lâm lộ ra vẻ hiểu ra tâm niệm buông lỏng lập tức kim quang bên ngoài thân thể chậm rãi tiêu tan cho đến khi mờ dần rồi hoàn toàn biến mất quả nhiên là như vậy mà loại thường thông tự nghĩ ra này uy lực kinh người lấy nguyên lực của ta không đủ để thi triển chỉ có trong nháy mắt mặt trời mọc mới có thể mượn sức mạnh trời đất để sử dụng. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, hơi chút lắc đầu, thân hình bước về phía trước biến mất dạng. Tuy nói là có hạn chế, nhưng mà nếu ta đánh nhau vào lúc mặt trời mọc, phối hợp với thần thông con mắt thứ ba và xạ thần xa, vì vậy cho dù là toái niết sơ kỳ, ta chắc chắn có thể liệu mạng đánh một trận. Vì phút đầu tiên của bình minh chính là lúc mà Dương Lâm tâm mạnh nhất. Vương Lâm trở lại trong cung điện, ánh mắt lóe lên hàng quang, thì thào lẩm bẩm: Không tính phụ phong tử, không biết ai sẽ là người thứ nhất bị ta gặp được vào lúc bình minh, lúc mà ta mạnh nhất đây chứ. Vương Lâm khoanh chân ngồi, hai tay bấm pháp quyết, lập tức tượng đạo cấm chế hiện lên tràn ngập toàn bộ cung điện. Sau đó tay phải của hắn điểm lên mi tâm, lập tức tâm cấm thuộc tràn ngập. Một tia tơ đen bay ra, hóa thành cấm chế bay ra bốn phía, theo hàng loạt cấm chế tràn ngập xung quanh cung điện hoàn toàn bị phong ứng làm xong hết thể mọi thứ vương lâm vẫn hơi chút lo lắng hắn vỗ túi trữ vật lập tức trong tay xuất hiện một cái la bàn la bàn này đúng là vật mà chỉ có truyền nhân phá diệt cấm mới có hắn thổi về phía la bàn một hơi nguyên khí lập tức kim chỉ nam trên la bàn lập tức xoay tròn bỗng nhiên la bàn tự động bay lên không ngừng biến lớn chỉ là trong giây lát la bàn liền biến lớn hơn 10 trượng tự xoay quanh trên phía trên đầu vương lâm Vương Lâm đứng dậy, la bàn hạ xuống mặt đất. Vương Lâm bước lên khoanh chân ngồi ở trung tâm của la bàn. Hẳn là đủ rồi. Vương Lâm vỗ túi trữ vực, lập tức xác của ngân y luyện thi dưới ánh huỳnh quang lóe lên, xuất hiện trước mặt của hắn. Nhìn cái cổ luyện thi này, Vương Lâm thủ nạp một lát, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên hung hăng điểm nhanh lên mi tâm của nữ thi. Trong khoảnh khắc này, nữ thi hai mắt mở bừng ra, lộ ra vẻ lạnh như băng nhìn chầm chằm Vương Lâm, trên mi tâm lập tức hiện lên một cái lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn ngăn cản ngón tay vương lâm ngoài một tức ánh mắt của nữ thi lộ ra vẻ hung dữ thân hình bay nhanh về phía sau nhưng mà ngay khoảnh khắc nàng bay về phía sau lập tức la bàn trên mặt đất phát ra tiếng động nứt nở la bàn xoay tròn tường đảo cấm chế nhanh chóng lóe lên trong nháy mắt liên kết với tất cả cấm chế trong cung điện liên lạc không kẻ hở bất kể nữ thi từ nơi nào rời khỏi đều cũng chạm tới cấm chế chỉ cần nàng chạm vào cấm chế liền tương đương với cùng lúc mở toàn bộ cấm chế ra trong mắt nữ thi chợt lóe lên vẻ hung dữ mà lại có vẻ linh động thân hình nàng đang lui về trực ngừng lại hóa thành một chùm sáng bạc bay thẳng đến vương lâm nữ thi này bản thân bị thương nặng tu vi tuy hạ xuống nhưng dáng vẻ khí thế độc ác lại không bước đi chút nào mà ngược lại càng đậm nàng xông tới gần vương lâm tay phải hung hăng chụp một cái vẻ mặt vương lâm thủy chung bình tĩnh trong khoảnh khắc nữ thi chợp tới mắt phải của hắn chợt lóe lên ánh sáng xanh lập tức tuôn ra tay phải nữ thi kia lập tức chạm vào ánh sáng xanh nữ thi này kêu thảm một tiếng lập tức lùi về sau tuy là lùi về nhưng mà thân hình cực kỳ nhẹ nhàng không ngờ không chạm vào bất kỳ cấm chế nào cuối cùng thân hình của nàng dừng cách vương lâm mấy trượng ánh mắt linh động nhìn chằm chằm vương lâm nàng hé miệng lộ ra răng nanh gầm nhẹ nữ thi này vốn là xinh đẹp động lòng người, giờ phút này nàng làm động tác này chẳng những không làm cho người ta có nguy cơ gì, ngược lại bởi vì hai cái răng nanh của nàng làm cho người ta có cảm giác khác thường như là mèo vậy. xích sắt trên xương tì bà và xương chậu trong khi lùi lại phát ra tiếng động va và chạm vào nhau. quanh quẩn trong cung điện. vẻ mặt vương lâm bình tĩnh, tay phải bấm pháp quyết chỉ vào la bàn bên dưới, lập tức la bàn xoay tròn nhanh hơn. tất cả cấm chế trong cung điện trong nháy mắt này toàn bộ phát tác bay thẳng đến nữ thi. Trong miệng nữ thi truyền ra một tiếng rít, tiếng rít chối tai lại mang theo một lực chấn động mạnh mẽ, lập tức liền có hàng loạt cấm chế ầm ầm sụp đổ. Trong mắt nữ thi hiện ra vẻ lo lắng, lập tức lùi về phía sau. Mắt phải vương lâm lại lóe ra ánh sáng màu xanh. Lúc này đây, cái khiên ánh sáng màu xanh biến ảo mà ra, nháy mắt liền cản phía sau nữ thi. Ánh sáng xanh chợt lóe lên, liền có một cổ lực phản chứng mạnh mẽ khiến cho nữ thi liên tục lùi về phía sau. Tay phải Vương Lâm chỉ ra, lập tức cấm chế xung quanh rất nhanh ngưng tụ, tràn ngập toàn thân nữ thi. Nữ thi rít lên, xích sắc trên xương thì bà lập tức lay động, ngay sau đó liền có một màn xương khí màu đen, tức thì tràn ngập bao phủ toàn thân. Nữ thi này há miệng phun ra một cây kéo màu đỏ, hung hăng cắt một cái lên phía trên. Chỉ nghe âm một tiếng, theo cây kéo cắt một nhát, tất cả cấm chế ngăn cản ở phía trên nữ thi trong phút chốc sụp đổ, nữ thi không nghĩ ngợi, thân hình được mạng sương đen bao phủ, xông lên phóng thẳng lên phía trên. Mắt thấy nạn sắp xung phá cung điện bỏ chạy, vẻ mặt vương lâm lạnh lùng, tâm thường hắn khẽ động, ngoài thân thể lập tức liền có đại đỉnh cổ thần biến ảo mà ra. Khoáng vị." Theo giọng nói bình thản của vương lâm vang lên, lập tức toàn thân nữ thi kia hào quang lóe lên, vào khoảnh khắc nàng sắp đụng tới đỉnh cung điện thân hình đột nhiên trung linh bỗng nhiên biến mất nàng hoáng vị với vương lâm đang khoanh chân ngồi ở trung tâm la bàn trong khoảnh khắc vương lâm xuất hiện ở không trung nơi trước nữ thi chạy đến mà nữ thi thì lại đứng ở giữa la bàn ngay tại lúc này la bàn điên cuồng xoay tròn vô số cấm chế xuất hiện đồng loạt ngưng tụ vào nữ thi cấm chế bốn phía lại tiến đến bao vây xung quanh nữ thi kia nhất thời ngừng lại hơn nữa vốn nàng bị thương nặng tu vi hạ xuống Giờ phút này thân hình nàng rung lên, lập tức hàng loạt cấm chế tràn ngập. Nhất là hai chân của nàng phản phước như bị la bàn này hút lại. Dưới vô số cấm chế phong ứng không thể di động chút nào. Nữ thi dễ dụa không ngừng la hét ầm lên, thanh âm nàng chói tay truyền ra bốn phía. Thân hình vương lâm hạ xuống, nhìn chăm chăm nữ thi đang dễ dụa. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, tay phải nâng lên hung hăng chợp một cái về phía trước. Lập tức xích sắc trên xương tỳ bà của nàng này kêu ầm một tiếng, bị vương lâm mạnh mẽ kéo ra thân hình nữ thi chấn động mạnh tiếng thét chói tai lập tức suy yếu vẻ mặt của nàng lộ ra vẻ ổi oải hai mắt linh động nhìn vương lâm lộ ra hận ý thật sâu xích sắc kia sau khi bị lôi ra lập tức hóa thành một con rắn đen há miệng hung hăng cắn về phía tay phải vương lâm vương lâm căn bản là không né tránh mặc cho con rắn đen đó cắn chỉ nghe phịch một tiếng con rắn màu đen cắn lên tay của vương lâm răng nọc lập tức sụp đổ cũng không có gây cho cánh tay vương lâm bất kỳ thương tổn nào Vương Lâm thân thể cổ thần ngũ tinh làm sao có thể bị con rắn đen nho nhỏ biến ảo ra này phá vỡ được chứ? Tay phải Vương Lâm bóp một cái, lập tức toàn thân con rắn đen rung lên, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ xích sắc. Hắn không chút ngừng lại, tay phải hư không chụp một cái nữa. Lúc này nữ thi kia lại hét thảm một tiếng, xích sắc trên xương chậu lại bị Vương Lâm rút ra. Hắn bóp một cái, xích sắc bị bóp nát. Thân hình nữ thi này lão đảo, nửa ngồi trên mặt đất, Vương Lâm há miệng phun ra một cái luồng nguyên thường khí tràn ngập la bàn. Hắn khoanh chân ngồi một bên, hai tẩy bấm pháp quyết điểm về phía trước. Lập tức la bàn chậm rãi chuyển động, cấm chế dần dần dung nhập vào trong cơ thể của nữ thi. Trong một giảng của tiên đế thân xương, từng có một thuộc tinh là thi vậy, là thuộc sau khi người bị mình giết phối hợp nhiều loại tài liệu luyện hóa thành một cái xác chết ác độc, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ chủ nhân dù tan xương nát thịt, không có bất kỳ đau đớn nào. Ta tuy không thể tìm thấy tài liệu đã sớm bị tuyệt tích này Không thể luyện ra thi dễ Nhưng có thể thi triển một chút thủ đoạn khống chế thi dễ này Vương Lâm nhắm hai mắt lại Hai tay ở trước người không ngừng biến hóa ứng ký Thi thoảng đánh ra Dùng nhập vào cơ thể nữ thi Thời gian chậm rãi trôi qua Mặt trời mọc rồi lại lặn, Lại hơn nửa tháng qua đi Vương Lâm trên thủy linh tinh này Nháy mắt đã được ba tháng rồi Trong ba tháng này hắn trừ lúc cảm ngộ Trên đỉnh núi ra Thì là ở trong cung điện luyện hóa nữ thi Quá trình luyện hóa nữ thi rất là phức tạp Lại phải chuyên tâm Như vậy Vương lầm gần như không ra khỏi cửa Mỗi cách một đoạn thời gian lại phải đánh ra ứng quyết Lúc này ở trong cung điện của hắn La bàn mười trưởng vẫn đang xoay tròn Bên trên là bàn nữ thi ngồi khoanh chân Toàn thân phát ra từng chùm sáng bạc Trên mi tâm nàng lại có một dấu ấn lóe lên Vẻ mặt của nàng bình thản Oán hận lúc trước dĩ nhiên biến mất tâm tích Giờ phút này nếu có người nhìn nàng Cực kỳ khó tưởng tượng được thân phận chân chính của nàng Bất kể nhìn như thế nào Thì cũng chỉ là một nữ tu xinh đẹp Cũng trong lúc mà Vương Lâm ở trên thủy linh tinh tu luyện Thì ở trên thiên vận tinh Đã xảy ra một chuyện nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ Một tu sĩ đại thần thông tên là Tư Độ Nam Nổi danh trên thiên vận tinh Trở thành cung chủ hùng phấn cung Chẳng qua danh tiếng người này có chút không dễ nghe trong ba tháng này, gần như nữ đệ tử trong tất cả các môn phái lớn nhỏ trên thiên vận tinh đều bị người này quấy rầy mà người này cũng không dùng sức mạnh chỉ ngụy trang lấy tu vi tỉnh niết truyền tiên thuật cũng ám chỉ có thể đưa tặng đan dược đề cao tu vi tập trung không ít nữ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ khiến cho cả hùng phấn cung khoái hoạt vô biên nếu đi ra ngoài lại có vô số nữ tu vận quanh bên cạnh khiến cho tên tư đồ nam ham mê sắc đẹp truyền lan ra tuy nhiên người này cũng giữ lời phàm lên nữ tu vì ông ta mà tiến vào hùng phấn cung toàn bộ đưa tặng đan dược truyền thủ tiên thuật nếu là sư môn truy cứu Tư Độ Nam lập tức hợp tình hợp lý đi tìm người ta lý luận một hồi. Kết quả cuối cùng thường thường đều là những tông phái này không thể không vẻ mặt tươi cười đón chào. Dù sao tu vi của Tư Độ Nam này cũng là tỉnh niết. Như vậy nữ tu trong hùng phấn cung này càng ngày càng nhiều, tên Tư Độ Nam cũng xem như rung trời. Cũng không biết từ đâu nghe nói, có hai người nữ đệ tử của trường đạo Tam Tử có thể nói là đẹp cực kỳ. Một người trong đó trời sinh thủy linh căng, một người khác thì đẹp lạnh lùng đến cực điểm, Tư độ nam này trong lòng lập tức ngứa ngáy, suy nghĩ nửa ngày, lập tức mang theo rất nhiều nữ tu trong hùng phấn cung đi khỏi thiên vận tinh. Có người dẫn đường, ông ta đi thẳng đến thủy linh tinh. Đoàn người đông đúc, toàn bộ đều là nữ tu, mỗi người đều mặc quần áo hùng nhạt. Ở giữa các nàng có một cái giường ngọc trắng dài khoảng 10 trượng. Tư độ nam nghiêng người nằm bên trên, bên cạnh vây quanh nhiều nữ tu vẻ mặt cực kỳ sung sướng. Ở bốn phía ông ta có vài trăm nữ tu làm bạn đi về phía thủy linh tinh ở phía trước tư độ nam có đứng một người đàn ông trung niên mặc áo lam. Người đàn ông này tướng mạo anh Tuấn, ánh mắt dâm tà. Lúc này ông ta không người nịnh bợ. Tư độ tiền bối nè, giảng bối cảm đoàn hai nữ tu thủy linh tinh kia đều là hạng sắc nước hương trời, nhất là triệu thuyết á, dễ đẹp kinh người. Còn nữ tu tên là Linh Nhi kia hả? Trời sinh thủy linh căng chính là lưu đỉnh tuyệt hảo à nghe. Tư độ nam hưởng thụ sự hầu hạ người nữ tu bên cạnh, cười ha hả gật đầu nói. <laughs> Tốt lắm Nếu mà đúng như lời của ngươi nói Đến lúc đó lão tử thưởng không ít cho ngươi Thôi đang dược tiên thuật Đến lúc đó hả Ngươi tùy ý mà chọn Người đàn ông trung niên kia ánh mắt lụ ra vẻ vui mừng Vội vàng nói cảm ơn Gã lại nói không ít lời hay Khiến cho tư đồ nam nghe xong cười ha hả Người đàn ông trung niên này Trong lòng cười lạnh thầm nhủ <laughs> Triệu tuyết Ta xem ngươi trong sạch cao thượng được bao lâu Lúc nãy tư độ tiền bối đích thân mà đi rồi Ta thật muốn nhìn xem ngươi theo hay là không theo Còn quý linh nhi kia nữa chứ Lúc này ngươi cũng chạy không thoát đâu Ánh mắt tư độ nam đảo qua thân thể người đàn ông trung niên này Mặc dù vẻ mặt của ông ta thoải mái Nhưng trong lòng cũng biết rõ ràng ý niệm trong đầu người này Với tầm cơ của tư độ nam Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi Là ra được nhất định là người này có cựu oán Với hai nữ tu trên thủy linh tinh kia rồi Tuy nhiên tất cả chuyện này Tư độ nam cũng không thèm để ý tới Thủy Linh căn không tồi Người anh em khi của ta căn bản là một tên ngốc mà Phỏng chừng những năm gần đây cũng không có người con gái nào Nếu mà hai cô bé này không tồi hả Lão tử cho dù cướp cũng phải cướp lấy để làm lễ gặp mặt nữa Thủy Linh căn không tồi <laughs> Từ độ nam cười ha hả Nhưng trong lòng của ông ta cũng có chút buồn bã Mấy tháng ở thiên vận tinh này Ông ta tìm kiếm Vương Lâm Nhưng không có bất kỳ manh mối nào ông ta cũng muốn đi thiên vận tông thăm dò nhưng mở toàn thiên vận tông lại tràn ngập một cổ khí tức cực kỳ khổng lồ giống như là phong tỏa vậy với tu vi của tư độ năm muốn đi vào cũng có chút khó khăn hiện tượng này khiến cho tu sĩ thiên vận tinh rất là kinh ngạc nhưng mà không nghĩ ra manh mối không ai biết đây là một mệnh lệnh trước khi thiên vận tử bế quan đã hạ xuống phong bế thiên vận tông mở ra đại trận phòng hộ môn phái may mà đệ tử thiên vận rất nhiều còn có không ít người ở ngoài trong đó có mấy nữ tu cũng bị Tư Độ Nam lừa tới Hồng Phấn Cung Du Ngoạn Ông ta hỏi ra mới biết được đủ loại lời đồn về Vương Lâm ở vùng đất yêu linh năm xưa Những lời đồn này vốn không có bí mật gì Lúc trước Tư Độ Nam cũng từng nghe qua từ trong miệng người ở Thiên Vận Kinh Lúc này đối chiếu cũng khiến cho ông ta cực kỳ giật mình Nhưng mà cuối cùng ông ta rất nhanh lại cười ha hả, trong lòng thầm nhũ <laughs> Đây mới là người anh em của lão tử chứ Muốn làm phải làm ra chuyện lông trời lỡ đất mới đã chứ tư độ nam hỏi thăm lại biết được mấy tháng trước vương lâm trở về thiên vận tinh tư độ nam trầm ngâm phân tích mọi việc ông ta cho rằng vương lâm nếu dám trở về chính là không có sợ hãi nếu như vậy an toàn chắc không vấn đề chỉ là ông ta rất kỳ quái vương lâm rút cuộc dựa vào cái gì mà không sợ hãi như vậy hay là tu di của tiểu tử này tăng mạnh đây tư độ nam suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân nhưng mà ông ta thông qua nghe ngóng và phân tích cũng biết được Lúc này Vương Lâm quay lại nhất định là vì vùng đất yêu linh kia. Cho nên Vương Lâm nhất định không ở xa, trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ xuất hiện. Như vậy Tư Đồ Nam cũng không nóng nảy nữa, dứt khoát thoải mái chơi đùa một phen, cũng coi như xua tan một ít buồn bực ở Phượng Loan Tinh. Ngày hôm nay, dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên kia, Tư Độ Nam được mấy trăm nữ tu sĩ vây quanh, nhìn thấy được thủy linh tinh ở phía xa xa, <laughs> Vẫn là lão tử đủ đậu nghĩa mà Chuyên môn gì tiểu lâm tử tuyển thị thiếp Hắn nếu mà biết không biết sẽ có biểu tình gì ha Tư độ nam thầm nghĩ trong lòng rồi cười ha hả Nhìn thủy linh tinh Ông ta đột nhiên cười Lập tức khiến cho tất cả nữ tu xung quanh Bao gồm cả người đàn ông trung niên kia Đều làm cho rằng đây là nụ cười dâm đảng Nhìn tinh cầu tu chân một màu xanh thẳm cách đó không xa Thần thức tư độ nam bỗng nhiên tản ra Quét ngang qua tinh cầu Thần thức này giống như là một trận gió lốc điên cuồng tới gần thủy linh tinh lập tức gào thét trên tinh cầu tu vi tỉnh niết sơ kỳ khiến cho thần thức tư độ nam cực kỳ sắc bén hơn nữa ý cảnh gần như ma đạo cuồng ngạo khiến cho trong thần thức của ông ta ẩn chứa một loại linh hoạt sắc bén nghiêng trời lệch đất không sợ hãi chút nào thần thức quét ngang toàn bộ thủy linh tinh bỗng nhiên rung lên phản phức như là có một bàn tay to ở bên trong khuấy động mặt đất truyền ra những tiếng ầm ầm ngay cả không trung cũng trong nháy mắt gió nổi mây cuộn trời đất biến sắc Trường đạo tam tử vốn là đang khoanh chân ngồi, lúc này mạnh mẽ mở hai mắt, lộ ra vẻ âm trầm. Ba người gần như thân hình đồng thời nhoáng lên, biến mất ở chỗ bế quan, lúc xuất hiện đã ở giữa không trung rồi. Chỉ có điều thân thức này quá mạnh, ba người vừa xuất hiện lập tức liền bị cuốn lui trăm trượng. Không thể không dùng toàn lực chống cự mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Còn có độ to và lôi cát cũng lập tức cảm nhận được cổ khí tức khổng lồ này tràn ngập. Lôi cát tu vi không đủ, dưới thần thức này đảo qua, trực tiếp phun ra một ngụm máu sắc mặt tái nhợt nhưng mà ông ta không chút khiếp đảm lộ ra một vẻ âm trầm đầu to thì cố gắng chịu đựng lực chấn động do thần thức tràn ngập gây nên nhoáng một cái xuất hiện ở nơi vương lâm bế quan gã cùng tháp sơn nhìn chằm chằm bầu trời hộ pháp cho vương lâm về phần những tu sĩ tu vi kém giờ phút này mỗi người đều mặt không huyết sắc người nhẹ thì phun ra máu tươi bị nặng thì lập tức hôn mê chỉ có một số ít người như Triệu Thuyết, Linh Nhi có trường đạo tam tử tặng pháp bảo hộ thân mới miễn cưỡng chịu đựng được. Thần thức cực kỳ hống hách kia tràn ngập, đảo qua nơi cung điện của Vương Lâm. Chỉ là lúc này Vương Lâm đang tế luyện nữ thi, trải qua thời gian dài luyện hóa, dĩ nhiên đã tới khoảnh khắc quyết định. Lúc này tâm thần Vương Lâm và nữ thi gần như liên tiếp toàn bộ, như vậy trừ khi là tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nếu không chỉ dùng thần thức mà dò xét, chỉ có thể cảm nhận được nữ thi này dù sao tu vi của nàng cũng đạt tới trình độ tỉnh niết sơ kỳ. Thần thức kia hơi có chút tạm dừng liền quét ngang qua. Phù phong tử trong cung điện xa xa, hai mắt lóe tinh quang, mày nhăn lại. Trong khoảnh khắc thần thức kia quét tới, hai mắt của lão lập tức phát hiện lên ánh sáng lờ mờ. Tay trái bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức thần thức kia hóa thành lốc xoáy đảo qua, truyền ra một tiếng cười dài, trực tiếp thu hồi. <laughs> Hôm nay tâm tình của lão tử rất tốt Cho các ngươi một cơ hội Đưa cô bé có thủy linh căn Còn có cô bé tên là Triệu Tuyết ra cho lão tử à Nếu không á, bằng dù hai tu sĩ tỉnh niết Nửa sống nửa chết các ngươi Lão tử thật đúng là không coi ra cái gì đâu Thanh âm thu lỗ Quanh quẩn trời đất thủy linh tinh Hóa thành tiếng sấm ầm ầm Không ngừng vang vọng ra bốn phía Trong nháy mắt thanh âm truyền khắp mọi nơi trên thủy linh tinh Thần thông ẩn chứa trong thanh âm này của tu vi tỉnh niết sơ kỳ của tư độ nam Vậy mà chỉ một câu nói lập tức khiến cho Trần Đạo Tam Tử phun máu tươi lại bị lùi về sau. Vẻ mặt của Nhất Trần Tử dữ tợn quát to. Máu đại trận phòng hộ tinh cầu. Lời vừa nói, ông ta lập tức vỗ túi trữ vật, lập tức có một khối lệnh bài màu đen bay ra. Cùng lúc đó, Nhất Tinh Tử cùng Nhất Long Tử cũng không nói hai lời, sắc mặt tái nhợt, đều nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một khối lệnh bài màu đen. Ba người gần như đồng thời nâng lệnh bài lên, lập tức một lệnh bài trong đó ầm một tiếng sụp đổ hóa thành một đạo sóng gợn màu đen điên cuồng khuất tán ra bốn phía gần như trong tích tắc liền tràn ngập toàn bộ thủy linh tinh bao vây nó vào bên trong lệnh bài thứ nhất vừa sụp đổ hai lệnh bài còn lại cũng vỡ vụn theo hai đạo sóng gợn màu đen đồng thời khuất tán về bốn phía trong thời gian ngắn toàn bộ bên ngoài thủy linh tinh liền có ba tầng hào quang màu đen như sóng gợn bao phủ thủy linh tinh cực kỳ chặt chẽ nhất trận tử sắc mặt tái nhợt lão ta không nắm chắc ba đạo từng hào quang này có thể chống cự đối phương hay là không nhưng mà lão không chút bối rối trong lòng cười lạnh có dương hình ở trong thủy linh tinh ta ta thật muốn nhìn xem ai chắc mang hiếp tới tận cửa như vậy ai chà thư đồ nam bên ngoài thủy linh tinh nhìn thấy ba từng hào quang lập tức cười lên ha hả ánh mắt ông ta lóe lên hàng quang trên thủy linh tinh này có hai tu sĩ tỉnh niết sơ kỳ điểm này vừa rồi thường thức ông ta đảo qua thì đã phát hiện ra rồi Đừng nói là hai tu sĩ tịnh Niết này đang bị thương Cho dù là không bị thương Thì tư đồ nam cũng không sợ hãi Ông ta mang theo tiếng cười dài Trực tiếp nhoáng một cái Liên biến mất bên trên cái giường lớn Có oanh oanh tước tước vây quanh Lúc xuất hiện đã ở phía ngoài thủy linh tinh <laughs> Chống cự mới hay Càng chống cự lão tử càng hưng phấn nha Còn mẹ nó lúc này chính là lão tử Đi tìm thị thiếp lưu đỉnh cho người huynh đệ của ta Cũng không phải vì bản thân Lão tử đang đứng vì phe chính nghĩa nha Tư Độ Nam cười to tới gần Thủy Linh Tinh. Hai mắt ông ta lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên điểm về phía trước một cái. Trai diệt! Phía trên tay phải Tư Độ Nam lập tức xuất hiện một cái cơn lốc xoáy. Lốc xoáy này điên cuồng xoay tròn, có tiếng âm thanh nổ vang lên. Trong tinh không có thể thấy vô số sức mạnh thiên địa nhanh chóng ngưng tụ đến. Trong nháy mắt liền dung nhập vào trong lốc xoáy kia, khiến cho tốc độ lốc xoáy càng nhanh hơn, Thế cuối cùng nhìn băng mắt thường lốc xoáy dĩ nhiên không nhúc nhích, nhưng mà trên thực tế vận tốc quay của nó đã đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Lần trước lão tử bế quan, chuyên môn điều chỉnh tịch diệt hóa ma hoàn tuyền, ngoài ra càng cải thiện ba chỉ phía sau nữa. Một cái đại trận phòng hộ tinh cầu này một giây là phá được rồi. Hai mắt tư đồ nam chợt lóe ngón trỏ tay phải chỉ vị phía trước hung hăng chỉ ra. Lập tức cái lốc xoáy kia ầm một tiếng dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay về phía đại trận của thủy linh tinh. Gần như trong chớp mắt lốc xoáy thứ gần, trực tiếp chạm lên phía trên tầng sóng gợn màu đen thứ nhất. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm động trời vang lên, nơi lốc xoáy và ánh sáng màu đen va chạm, đột nhiên tạo lên một cơn gió lốc điên cuồng đẩy ra bốn phía. Thân hình tư độ nam không chút động đậy, nhưng mà những nữ tu cách không xa phía sau ông ta thì lại không thể không động rồi đồng loạt lùi ra sau. Phía bên kia, đạo ánh sáng màu đen giờ phút này kịch liệt chớp lóe bỗng nhiên phịch một tiếng rồi sụp đổ vô tận gió lốc cuốn đi toàn bộ rơi lên tầng ánh sáng màu đen thứ hai ngay trong nháy mắt tư độ nam không chút nghĩ ngợi tay phải lại chỉ ra hét lớn nhất chỉ thiên địa tịch thức càng khôn dưới một chỉ này một cơn lốc xoáy khổng lồ hơn bỗng ầm ầm xuất hiện lực lượng trời đất trong tinh không trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ mà đến giống như lốc xoáy kia trở thành một cái hú đen có thể hấp thu hết thảy tất cả lực lượng trong tinh khung. Trong phút chốc, lốc xoáy bỗng nhiên biến thành khoảng 10 trượng, nó nhanh chóng xoay tròn, ở bên trong thậm chí còn lóe lên một đạo điện quang công công, phát ra tiếng động bang bang. Trong mắt Tư Đồ Nam chợt lóe lên tia sáng kỳ dị, miệng quát lớn. Địch diệt biến! Lời nói vừa ra, lập tức tiếng động bang bang trong lốc xoáy 10 trượng lên to hết cỡ, thậm chí điện quang công công trong thời gian ngắn thay đổi dữ dội, cái này vẫn chưa hết chủ yếu nhất chính là sức mạnh thiên địa ẩn ở trong lóc xoáy không ngờ trong khoảnh khắc này xuất hiện biến hóa kinh người tu sĩ tịnh niết có thể hấp thu thiên địa nguyên lực dung nhập vào trong thần thông nhưng chỉ là hấp thu mà thôi sau khi hấp thu lại ngưng tụ cùng một chỗ dùng nó để tấn công uy lực tự nhiên vượt rất xa tu sĩ khuy niết nhưng loại phương pháp thi triển thiên địa nguyên lực này có thể nói là thủ đoạn cấp thấp nhất nói cũng rất đơn giản chỉ có hai chữ một là hấp một là ngưng nhưng nếu hiểu biết rõ ràng về quy tắc, liền có thể trên hai chữ này thêm một chữ biến nữa. Cái gọi là biến thì trên thực tế chính là hàm nghĩa chất biến. Sau khi hấp thu thiên địa nguyên lực vô biên, liền ngưng tụ lại. Sau đó không ngừng nén ép lại, nén ép hình thành một cổ lực lượng kỳ dị, được tu sĩ toái niết gọi là lực lượng quy tắc. Trên thực tế, thần thông tàn giả Vương Lâm tự nghĩ ra chính là thuộc về cái loại lực lượng quy tắc này. Loại lực lượng quy tắc này cực hiếm khi xuất hiện trong tay tu sĩ tịnh niết càng không cần phải nói tới khuy niết, cho nên phù phong tử mới là khiếp sợ như vậy. Tư độ nam hét lớn, lốc xoáy mười trượng theo sức mạnh thiên địa bên trong bị nén ép, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành khoảng bằng bàn tay. Lốc xoáy lóe lên, bay thẳng đến đại trận phòng hộ tinh cầu trước mặt. Phá cho lão tử! Thân hình tư độ nam tiến về phía trước, đi theo lốc xoáy phía trước. Lốc xoáy kia tốc độ rất nhanh, chỉ nháy mắt liền tới gần từng ánh sáng màu đen thứ hai vừa bị lốc xoáy chạm vào ngay lập tức chớp lóe dữ dội chỉ khoảng nửa khắc theo lốc xoáy chuyển động từng ánh sáng màu đen sinh ra vặn vẹo không có cản trở gì nó không ngừng vặn vẹo bị lốc xoáy kia mạnh mẽ hấp thu cắn nuốt lốc xoáy không chút ngừng lại trực tiếp chạm vào từng ánh sáng màu đen cuối cùng trong khoảnh khắc lốc xoáy chạm từng ánh sáng màu đen cuối cùng từng ánh sáng màu đen này lập tức chấn động âm âm sụp đổ ba tầng đại trận phòng hộ tinh cầu cứ như vậy mà tan rã cơn lốc xoáy này bay thẳng đến thủy linh tinh tư đồ nam ở phía sau cực kỳ kiêu ngạo quát lên trong tiếng cười điên cuồng hôm nay lão tử tìm thị thiếp cho huynh đệ ai mà dám ngăn cản lão tử liền giết <laughs> trong khoảnh khắc tư đồ nam và lốc xoáy xuất hiện trên bầu trời thủy linh tinh trần đạo tâm tử được phun ra máu tươi trận pháp phòng hộ và tâm thần ba người có liên kết với nhau giờ phút này không thể không lùi ra phía sau phía sau tiêu độ nam đám nữ tu hồng phấn cũng nhanh chóng bay tới tràn khắp không trung từng luồng mùi thơm tản ra ngửi qua cũng thấy mê say phía sau tư độ nam người đàn ông trung niên dẫn đường vẻ mặt kích động gã hung tượng nhìn chằm chằm trần đạo tam tử trong lòng quát thầm hey, ba lão già các ngươi cũng có ngày hôm nay nhất trường tử vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm tiêu độ nam đang tiến đến khẽ quát đạo hữu tu di kinh người chắc cũng không phải là hạng vô danh Tư Đồ năm nhìn chầm chầm, cười lớn rồi nói. <laughs> Lão tử, tư đồ năm. Tư đồ đạo hữu tu di như vậy Cần gì phải làm khó ba chúng ta chứ Hơn nữa Linh Nhi và Triệu Thuyết chỉ là giảng bối Xin đạo hữu bỏ qua Sau chuyện này Trần Đạo Tam Tử ta chắc chắn có lẽ nhận tội mà Tư đồ nam liếc nhìn Trần Đạo Tam Tử một cái Lắc đồ, nói Lão tử không thiếu nữ nhân Lưu đỉnh cũng nhiều, cũng không hiếm lạ hai giảng bối kia chỉ có điều người quân đệ của lão tử cũng còn trẻ Ta tính xem thử thì đến bây giờ Cũng mới một ngàn mấy trăm tuổi thôi Chính là rất là trẻ tuổi Yên tâm đi, người quân đệ của ta tuấn tú lịch sự Hai nữ tu tiểu bối này theo lời của ngươi Chưa chắc vào mắt của người anh em của ta nữa Thôi đừng nhiều lời nữa Còn mà nói nữa hả Lão tử trực tiếp xử lý các ngươi Cướp người bỏ đi à Vì thiên bối này Triệu tuyết có thể đi cùng ngài Nhưng xin buông tha cho sư muội ta bầu trời xa xa bay đến hai đậu cầu vùng hóa thành hai người con gái một người trong đó đúng là triệu thuyết bên cạnh nàng là linh nhi vẻ mặt bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa gì từ đồ nam khẽ hiếp con mắt liếc mắt nhìn qua triệu thuyết một cái trong lòng thầm khen ông ta nghĩ thầm lời đồn quả nhiên là đúng vậy cô bé tên gọi triệu thuyết này lãnh diễm tuyệt mỹ làm thị thiếp quả thực là rất tốt ông ta lại liếc mắt nhìn linh nhi bên cạnh triệu thuyết chỉ nhìn qua một cái hai mắt ông ta lộ ra tia sáng kỳ dị Quả nhiên là thủy linh Căng Triệu thuyết kia từ đầu tới cuối cũng không nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh tư đồ nam chút nào, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo lộ rõ. Đối với lời của triệu thuyết, tư đồ nam căn bản lười để ý tới. Ông ta vùng tay áo, lập tức có trận gió kỳ quái gạo thét, Nhảy mắt cuốn triệu thuyết và linh nhi bay lên, cuồng ngạo, nói Người thì lão tử mang đi! Nói xong thân hình ông ta thoáng một cái về phía sau, chuẩn bị rời đi. Trường đạo tam tử hai mắt đỏ bừng, nhất là nhất trần tử giờ phút này tim ông ta phản phước như bị xé rách linh nhi trong lòng của ông ta tuy nói là vãn bối nhưng lại được ông ta coi như là con gái cảnh tượng trước mắt này giống như là trơ mắt nhìn ác đồ cướp con gái của mình đi lão cắn răng xoay người về phía cung điện của vương lâm ôm quyền cúi đầu thanh âm lụ ra vẻ bi phẫn lớn tiếng nói dân huynh xin giúp lão phu một lần đáng tiếc chính là giờ phút này tâm thượng vương lâm đang đắm chìm trong cái luyện thi trong khoảnh khắc mấu chốt này, thân thức hắn chỉ ở quanh cung điện, đề phòng vãn nhất. Đối với việc ở bên ngoài, mặc dù hắn nhận biết cũng không thể phân tâm. Tư Độ Nam vốn muốn rời đi, mà nghe nói hai chữ Vương Huynh không khỏi chấn động thân hình. Ông ta ngừng lại, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thì thào. họ Dương hả? Dương Huynh trong lời nói của các ngươi tên gọi là gì? Tư Độ Nam xoay người, nhìn về phía nhất trần tử. Nhưng vừa mới dứt lời thì ông ta liền lắc đầu Nói Thôi khỏi, lão phu đi nhìn là biết thôi Lời nói của ông ta vẫn còn ở đây Người thì hóa thành một đạo cầu vùng Bay thẳng đến cung điện của Vương Lâm Nếu mà tư độ nam không đi tới nơi của Vương Lâm Phù phong tử sẽ không hiện thân Lão vốn đang chữa thương Sẽ không vì trừng đạo tam tử mà ra tay Nhưng lúc này tư độ nam tới gần cung điện của Vương Lâm Phù phong tử do dự một chút Không thể không ra tay Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới như lão rất nhiều chuyện đều nhìn rất cởi mở chỉ vài lần tiếp xúc với vương lâm cũng khiến trong lòng phù phong tử rất cảm khái đối phương tha chết hai lần tuy nói vì mượn sức mình ở đất yêu linh để có lợi nhưng chuyện này cũng là do mình làm sai trước cũng không có gì oán hận nhưng nếu lúc này không ra tay liền có chút khó nghĩ ánh mắt phù phong tử chợt lóe ngừng chữa thương nhoáng lên đụng không mà đi vào lúc mà tư độ nam tới cung điện của vương lâm chưa được 10 dặm phù phong tử trực tiếp hiện thân ra đừng đạo hữu này nếu người đã cướp được thì nên rời đi là hơn phù phong tử vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi nói ánh mắt tư đồ nam ngưng động nhưng vẻ mặt tràn ngập không kiên nhẫn quát lớn chỉ bằng ngươi hả không bị thương còn miễn cưỡng giờ phút này bị thương thì không có tư cách ngăn cản lão tử đâu tư đồ nam nói xong không nghĩ ngợi đánh ra hoàng tuyền chỉ theo chỉ này xuất ra trong chớp mắt trời đất biến sắc một cổ khí tức nồng đậm đến cực điểm trong phút chốc tràn ngập đất trời hoàng tuyền dĩ chỉ sau khi được tư độ nam cải thiện dĩ nhiên có uy lực cực mạnh mượn thân nhập hoàng tuyền lấy lực lượng một đường sống sót khiến cho hoàng tuyền chỉ này trong trung tâm được tử khí nồng đậm bao quanh lại bao hàm một tia sức sống như vậy cũng tự thành âm dương hóa thành thần thông linh hoạt sắc bén nó hình thành một đạo chỉ phong tử khí bao quanh bay thẳng đến phụ phong tử tay trái phụ phong tử bấm pháp quyết vỗ về phía trước lập tức có rất nhiều thiên địa nguyên khí gào thét mà đến Tràn ngập trước người lão, sau đó va chạm với Hoàng Tuyền Chỉ Phong. Thân hình phù phong tử lùi ra phía sau mấy trượng, nhưng Hoàng Tuyền Chỉ Phong này không chút tan rã, âm ầm truy kích theo. Ánh mắt từ độ nam lộ ra vẻ khinh thường, miệng khẽ quát. Hoàng Tuyền, biến! Ông ta vừa nói ra, lập tức trong Hoàng Tuyền Chỉ Phong truyền ra tiếng gào thét dữ dội. Nó nhanh chóng coi rút lại, không ngờ có một cổ khí thức hủy thiên diệt địa điên cuồng tràn ra sắc mặt phù phong tử biến đổi mạnh, lão đương nhiên là nhìn ra chỗ không bình thường của cái chỉ này, không chút nghĩ ngợi lại lui về phía sau. tư đồ nam không để ý tới phù phong tử, Lại bước một bước trực tiếp tới gần cung điện vương lâm. tháp sơn đầu to vừa định cản đường, lại bị tư đồ nam vung tay áo lên, lập tức liền có gió lốc ầm ầm cuốn tới, khiến cho đầu to nhanh chóng lùi lại. thân hình tháp sơn nhoáng một cái, không ngờ lại chống đỡ được, thân thể của gã dù sao cũng là tiên vệ sau khi chịu đòn trực tiếp đánh ra một quyền, một quyền này phát ra tiếng nổ ầm ầm đánh thẳng đến từ độ năm. Từ độ năm khẽ a một tiếng, nhìn kỹ tháp sơn một cái, tay phải của ông ta điểm về trước, lập tức thân hình tháp sơn rung rẩy, Âm ầm bị cuốn bay ngược ra. Thú vị, một tỉnh niết, một khuy niết, còn có một con rối của thân thể nữa hả? Người họ dương có thể khiến cho bọn họ bảo vệ như vậy, lão tử thực sự phải gặp một lần. <laughs> Tư độ nam cười dài một bước đi tới nơi cách cung điện trăm trượng. Chỉ có điều ngay khi ông ta mới vừa bước vào, vẻ mặt của ông ta lập tức ngẩn ra, biến thành cực kỳ cổ quái. Ông ta há hốc miệng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Dù sao thưởng thức tra xét và bản thể tự mình đến cảm thụ là không giống nhau. Tư độ nam đang muốn lên tiếng, nhưng mà lập tức trong cung điện này xuất hiện tiếng hô khóc dữ dội. Chỉ thấy từng đạo cấm chế từ trong cung điện điên cuồng lao ra, tức thì tràn ngập trời đất thẳng đến tư độ nam. Mẹ tư độ nam đang muốn lùi về sau nhưng mà cấm chế này thực sự lại rất nhiều lúc này cấm chế tràn ngập điên cuồng ngưng tụ mà đến có khi thế không phong ấn tuyệt đối là không bỏ qua tư độ nam cười khổ dứt khoát không lùi nữa ông ta duỗi hai tay ra vung lên trước người lập tức liền có một cái lốc xoáy thực lớn biến ảo ra Lốc xoáy này nhanh chóng xoay tròn trong hai tay tư độ nam ngừng một chút sau đó bỗng nhiên đẩy ra ngoài nó trực tiếp hóa thành một đạo sống gợn công công điên cuồng tản ra tất cả mỗi cấm chế đụng tới sống gợn này đều đồng loạt sụp đổ chỉ một lát hầu hết cấm chế đều tiêu tan sạch tư Độ nam đang định mở miệng nói chuyện thì lại biến sắc chỉ nghe tiếng rít một người con gái trong cung điện đột nhiên truyền ra truyền lên tới tận trời cho dù là tư Độ nam cũng không thể không lui ra sau vài bước ngay trong nháy mắt này cửa lớn cung điện đột nhiên mở ra một người mặc áo màu bạc đi ra hóa thành một thi sáng bạc bay thẳng đến tư Độ nam tư Độ nam hai mắt ngưng trọng trong khi lui về sau, tay phải của ông ta vung ở trước người, lập tức liền có một vòng tròn biến ảo mà ra. Tay phải ông ta lập tức bấm pháp quyết chỉ ra phía trước, miệng quát khẽ. Khốn tiền chỉ! Vòng tròn ánh sáng này phát ra tử mang, lỗi ra một cổ thiên địa nguyên lực vô biên theo lời tư độ nam, lập tức chật lóe lên bay thẳng đến nữ thi. Tiếp theo đó, tư độ nam thổi một hơi, quần sáng bỗng nhiên tiêu tan. Nhưng giây tiếp theo, nó quỷ dị xuất hiện bên ngoài thân thể người con gái, vây quanh người con gái hung hăng coi rút lại lập tức quần sáng kia biến thành hai từ hai thành bốn Trồng nháy mắt hóa ra vô số mạnh mẽ vây quanh toàn thân người con gái này nhưng mà người con gái này không đơn giản há miệng phun ra một cây kéo vượn quanh thân thể lập tức quần sáng kia liền tan rã sụp đổ từng từng một mượn cơ hội này tư đồ nam nhổ ra một ngụm nước miếng xuống đất cười khổ nói con mẹ đó, đây là chuyện gì chứ được lớn trội miếu long dương mà Nói xong, ông ta bước ra một bước, lướt qua người con gái, đi về hướng cung điện. Khi tới gần, tay phải Tư Đồ Nam bấm pháp quyết chỉ về phía trước, miệng cười nói: <cười> "Điểm thử nhất chỉ sơn động của ta." Theo ngón tay ông ta đưa ra, lập tức có một hư ảnh ngọn núi vô biên biến ảo ra phía sau Tư Đồ Nam. Ngọn núi này to lớn, gần như nối liền trời đất, nhưng trong chớp mắt, hư ảnh ngọn núi nhanh chóng coi rút lại, ngưng tụ về phía đầu ngón tay của Tư Đồ Nam. Cuối cùng khi ngọn núi toàn bộ biến mất, uy lực của nhất chỉ sơn động này cũng đạt tới mức cao nhất, phản phước một chỉ này chính là ngọn núi sông thẳng tới. Trong cung điện, tiếng cười sang sản cực kỳ vui vẻ quanh quẩn, đồng thời cũng có một hồi gào thét, khiến cho mặt đất rung rẩy điên cuồng bạo phát ra. Hai cổ lực lượng âm một tiếng va chạm vào nhau, lập tức hình thành một cổ gió lốc không thể tưởng tượng nổi quét ngang. Nó hóa thành vô số xung kích tản ra bốn phía, giống như là mặt đất bị mạnh mẽ móc lên vài trượng, bụi đất lượn lờ nơi cung điện của Vương Lâm Lúc này dưới chấn động, mảnh đất oanh một tiếng sụp đổ, tất cả mảnh vỡ đều cuốn bay ngược. Thân hình Tư Độ Nam rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân hình ông ta hóa thành một cầu vồng nhanh chóng lui về sau. Sau khi lùi ra hơn trăm trượng, khiến lực lượng mạnh mẽ không thể tin rơi vào thân thể hoàn toàn tiêu tan. Nhưng mặc dù như vậy, tay phải ông ta vẫn còn đang rung rẩy, có chút tê cứng. Đây là thần thông gì chứ? Chỉ diễn dạng, dạng lực lượng thân thể có thể phá thuộc sơn động của ta rồi, lại khiến cho ta không thể không lui nữa tiểu tử này khi nào biết thành lợi hại như vậy chứ ánh mắt từ đồ nam lộ ra vẻ hưng phấn thân hình nhảy tới trong tiếng cười dài khi mà ông ta đang ở không trung tay phải chỉ ra phía trên miệng cười lớn <cười> sơn động chỉ vừa rồi của ta chỉ phát huy ra lực nhất sơn thôi người hãy nhìn cho kỹ sơn động nhất chỉ đầy đủ uy lực nè đây chính là lão tử ở trên tinh cầu quan giả chim không thèm ỉa cảm ngộ thật lâu mới hoàn thiện được á <laughs> được tiếng cười dài của vương lâm từ mặt đất truyền đến chỉ thấy thân hình của hắn bước một bước trực tiếp đi ra đứng giữa không trung nhìn tư đồ nam phía trước ánh mắt của hắn lộ ra một tia kích động và thân thiết hiếm thấy trên mặt tư đồ nam lộ ra ý cười nhưng vẻ kích động và tán thưởng nhiều năm không thấy lại hiện lên trên khuôn mặt hai người đứng ở giữa không trung nhìn nhau có đôi khi tình cảm huynh đệ không cần nhiều lời chỉ là một ánh mắt liền có thể làm gợi lên tình bằng hữu đã nhiều năm rồi Từng cánh tượng chu thức tinh Giờ phút này gần như hiện trong lòng hai người Sơn động nhất chỉ <laughs> Tư độ nam cười dài Tay phải ông ta bỗng từ trên trời hạ xuống Lập tức toàn bộ những ngọn núi trên thủy linh tinh Trong nháy mắt này bỗng nhiên chấn động Từng đạo sơn hùng trong hư vô bay ra Trong nháy mắt phía sau tư độ nam Xuất hiện một cảnh tượng hư ảo Đó chính là một dãy núi biến ảo mà ra Dãy núi này rất nhiều đỉnh Hơn trăm hơn ngàn đây dĩ nhiên là hùng tất cả những ngọn núi trên thủy linh tinh này. Toàn bộ bị tư độ nam ngưng tụ mà đến, ngọn núi xuất hiện trong không trung, phản phước như là hải thị thần lâu, cực kỳ chân thực. Theo ngón tay tư độ nam hạ xuống, những sơn hùng này tản mát ra một cổ tăng thương tràn ngập không tan. Đồng loạt ngưng tụ, chúng hóa thành lực lượng nhất chỉ sơn động, điên cuồng gào thét hướng đến vương lâm. Một chỉ này chính là thần thông mạnh nhất sau khi tập hợp tất cả hùng trên thủy linh tinh sức mạnh của thần thông sơn động nhất chỉ này khiến trong mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị hắn cười to nâng tay phải lên hung hăng nắm chặt lại ngay lập tức có thanh âm ầm ầm quanh quẩn trong đất trời dường như theo cái nắm tay này của vương lâm đã chộp toàn bộ bầu trời vào trong tay vậy vương lâm nắm tay phải thân hình tiến về trước quyền theo thân mà đi đánh ra phía trước mặt một tiếng ầm vang lên trong đất trời trước người vương lâm kỳ dị xuất hiện hư ảnh cánh tay cổ thần vô cùng khổng lồ phản phước một quyền này chính là một cú đánh dựng dữ dự của cổ thần. <laughs> Những tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt thay thế hết thảy mọi tiếng động trên thủy linh tinh, phản phước hóa thành vĩnh hằng quanh quẩn trong tay mọi người ở xung quanh. Nhất chỉ sơn động của Tư Độ Nam ngưng tụ tất cả sơn hồn trên thủy linh tinh, cách không va chạm với nắm tay phải của Vương Lâm. Cú va chạm sinh ra một cỗ lực xung kích thực là lớn, hóa thành gió lớn cuốn mạnh đi. Theo luồng gió này cuốn đi, biển cả trên thủy linh tinh trào dân dữ dội sóng to gió lớn Tư độ nam cười dài lui về sau ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng cười lớn <cười> người ta nói không gặp ba ngày là phải thay đổi cách nhìn dương lâm hai chúng ta mấy trăm năm không gặp hôm nay ngươi làm ta chấn động thiệt cơ vương lâm thân hình cũng lùi về trăm trượng cười dài nói <cười> xem ra mấy trăm năm nay chắc là ông lại bí quan rồi hả hai người nhìn nhau vài cái đồng thời lộ ra nụ cười vui vẻ vương lâm đã thật lâu rồi không vui vẻ như ngày hôm nay có thể gặp lại tư đồ nam cái loại tình bằng hữu hơn ngàn năm này khiến trong lòng hắn rất là ấm áp tư đồ nam cũng vậy cả đời ông ta cuồng ngạo bạn bè chân chính không có mấy người cho dù là cũng có sớm đã cắt đứt liên hệ rồi mà vương lâm này thì trong lòng ông ta có chút đặc thù giữa hai người có thể nói là cùng trải qua sống chết lúc này ông ta nhìn thấy tu vi vương lâm cao đến mức như vậy trong lòng cực kỳ vui sướng dưới lời mời của vương lâm hai người hóa thành cầu vùng bay thẳng ra xa biến mất chỉ để lại mọi người xung quanh mờ mịt chả biết là thế nào nhất là trần đạo tam tử đối với biến chuyển dữ dội này sở rung một hồi hơn nữa ngày sau mới đau khổ mà cười rộ lên ba người có thể tu luyện đến khuy niết cũng đều là người cực kỳ thông minh giờ phút này tự nhiên nghĩ tới người huynh đệ mà tư độ nam muốn cướp đoạt triệu tuyết và linh nhi cho ông ta người huynh đệ này có tám phần khả năng chính là vương lâm rồi Phù Phong Tử đối với cảnh tượng này chỉ có cười khổ. Lão lắc đầu, nhìn thoáng qua người con gái áo bạc ở trong đống hoang tàn cung điện phía xa xa, sống sót sau thần thông của Tiêu Đồ Nam, trong lòng có chút nghi hoặc. Sau đó thì những người ở đây bắt đầu tản đi mỗi người một hướng. Hết tập 204 của bộ truyện Tiên Nghịch, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Laissez nha.